là cái gì? Thế trên nào? Bước của dây chuyền là cái điểm bắt đầu của dây chuyền trước đến khi bắt đầu vào của dây chuyền sau. Và với cái ví dụ này thì đây chính là K02, tức là K0 của dây chuyền sau này. Bước vào của dây chuyền. Được chưa? Bước của dây chuyền nó chỉ thế thôi, rất là đơn giản. Tiếp tục, bây giờ thì cái này là cái quan trọng. Gián đoạn. Lần trước chúng tôi đã giải thích rồi, tôi đã nói về vấn đề gián đoạn rồi, ở cái chương trước rồi. Gián đoạn giữa hai dây chuyền là cái khoảng thời gian trống từ khi kết thúc của cái dây chuyền trước tới khi bắt đầu của dây chuyền sau thì được gọi là gián đoạn. Là cái khoảng thời gian trống từ khi kết thúc của dây chuyền trước tới khi bắt đầu của dây chuyền sau. Trống tức là gì? Tức là không có làm việc mà nghỉ. Dây chuyền trước kết thúc rồi mà dây chuyền sau chưa vào làm ngay mà nghỉ một khoảng thời gian mới vào làm thì đấy được gọi là gián đoạn. Và đây nó thể hiện chính đây, kết thúc của, như vậy cái gián đoạn này khác với bước nhá. Bước của dây chuyền là phải tính từ bắt đầu của dây chuyền trước đến khi bắt đầu dây chuyền sau thì mới là bước. Còn đây là gián đoạn thì lại phải là kết thúc của dây chuyền trước xong rồi. Xong rồi không vào làm việc mà bắt đầu dây chuyền sau thì lúc đó mới là gián đoạn, mới là gọi gián đoạn. Ký hiệu là Z. ZZII cộng 1 có nghĩa là gián đoạn tại phân đoạn Z giữa hai dây chuyền Y và Y cộng 1 thì nó có ký hiệu là ZZII cộng 1 là gì như vậy? Tức là gián đoạn giữa hai dây chuyền Y và Y cộng 1 ở phân đoạn Z. Đấy, thế thì nó gọi là gián đoạn. Và có hai loại gián đoạn kỹ thuật và gián đoạn tổ chức, tôi đã giải thích ở chương trước rồi đúng không ạ? Gián đoạn kỹ thuật là gián đoạn bắt buộc theo yêu cầu về công nghệ. Gián đoạn tổ chức là xảy ra do cái vấn đề tổ chức, do vấn đề vì có thể là máy móc thiết bị nhân lực thế nào đó, người ta không thi công ngay được, người ta phải chờ một khoảng thời gian thì đây là gián đoạn tổ chức. Còn gián đoạn kỹ thuật là gián đoạn bắt buộc phải có. Gián đoạn tổ chức là không bắt buộc. Thông thường trong tiến độ người ta chỉ thể hiện cái gián đoạn kỹ thuật thôi. Gián đoạn tổ chức là khi nào mà ví dụ lập tiến độ tổng thể ban đầu thì sẽ không có gián đoạn tổ chức, nhưng mà trong một quá trình làm việc ấy, mà lập tiến độ tuần, tiến độ tháng, lúc này công việc đã rất cụ thể rồi thì có thể sẽ phát sinh cái gián đoạn tổ chức khi mà lập tiến độ tuần, tiến độ tháng do cái lý do về mặt tổ chức là à tôi chưa có đủ máy móc hoặc là vật liệu chưa có thì tôi sẽ có một cái khoảng gián đoạn đấy. Chúng ta sẽ hiểu lúc đấy, chúng ta sẽ hiểu đấy gần như là kiểu bị chậm trễ. Được chưa? Đấy nó gọi là gián đoạn nhé. Như vậy bước của dây chuyền và gián đoạn là khác nhau. Là khác nhau. Đó là thông số tiếp theo. Thông số cuối cùng đó là thời hạn hoạt động của dây chuyền. Như thế nào được gọi là thời hạn hoạt động của dây chuyền thì các em nhìn nhé. Một cái dây chuyền nó là từ lúc bắt đầu vào dây chuyền tới khi kết thúc cái dây chuyền đó thì nó gọi là thời hạn hoạt động của dây chuyền thôi. Tức là thời gian thi công cho cái dây chuyền này từ phân đoạn 1 đến phân đoạn M thì nó gọi là thời hạn của dây chuyền, tức là thời gian thi công của công việc. Thế thôi. Chúng ta hiểu đấy là thời gian thi công của công việc. Thời hạn của dây chuyền là từ khi bắt đầu dây chuyền đến khi kết thúc dây chuyền, đúng không? Hay là từ khi bắt đầu công việc đến khi kết thúc công việc, chưa? Thì đấy là thời hạn của dây chuyền. Còn thời gian thi công của cả công trình thì tất nhiên là từ khi bắt đầu của cái dây chuyền đầu tiên tới khi kết thúc dây chuyền cuối cùng, dây chuyền N, thì như vậy đấy là thời gian thi công của cả công trình. Đó, như vậy về thông số thời gian nó có những cái như vậy. Nhịp của dây chuyền bắt buộc phải nhớ. Mô đun chu kỳ K sẽ sử dụng để tính toán lập công thức tính tổng tổng thời gian thi công, các em sẽ làm ở bài tập về sau. Bước của dây chuyền, gián đoạn và thời gian thi công của dây chuyền cũng như thời gian thi công của các công trình. Đó, vấn đề thông số thời gian thì có những bốn cái thông số như vậy. Thì cả lớp nhớ nhá. Cái bài này là bài quan trọng để cho các em nhớ được các thông số để làm các bài tập ở các chương sau. Các chương sau cũng sẽ có nhắc lại. Nhưng mà các em phải hiểu được cái kiến thức cụ thể cơ bản ở cái bài này và nhớ các ký hiệu I, J, M, N là phải nhớ được. Được chưa? Hôm nay chúng ta chỉ học những cái kiến thức của cái bài này thôi. Rồi. Ở lớp có thắc mắc gì ở cái bài này nữa không? Không Rồi, ok. Chúng ta hôm nay sẽ dừng bài ở đây.